là chương trình Sống Đúng Chánh Pháp, một nhu cầu căn bản của đời sống. Bảo Khanh, Diệu Hạnh xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Biên Lý, Bác Nhật Tạng và Diệu Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị những giáo pháp căn bản của Đạo Phật. Và qua sự chia sẻ này, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho quý vị một cái nhìn cụ thể hơn và rõ ràng hơn về Phật giáo. Kính thưa quý vị, hôm vừa rồi, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về bộ kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị về bộ kinh tiếp theo, đó là kinh Vu Lan Bồn. Dạ kính bạch thầy, hôm vừa rồi chúng ta đã chia sẻ nội dung của bộ kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân. Dạ hôm nay xin thầy chia sẻ với chúng con nội dung của bộ kinh Vu Lan Bồn là gì ạ? Cảm ơn cô Diệu Hạnh. Thưa quý vị, Vu Lan Bồn là cái từ dịch âm từ một cái tiếng Sanskrit, đó là Vu Lan Bà Nà. Thì sau này những người Hoa đó dịch là cứu đảo huyền, và trong chữ Hán là giải đảo huyền. Và có một số người trong chúng ta có cái sự hiểu lầm về cái từ này. Có người viết và giải thích đó là giải đảo huyền hay là cứu đảo huyền, có nghĩa rằng là mình cứu cái khổ đang bị treo ngược, giống như treo cái giò là nó trơn rồi cái đầu chút xuống. Thì cái điều đó nó không có đúng với cái nguyên ngữ Vu Lan Bồn. Mà trên thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng là không chỉ bị treo ngược mới khổ, mà treo xuôi cũng khổ. Ví dụ như ai mà bị phạm pháp, mà khi bị treo cổ đâu có treo ngược, mà chúng ta chỉ nghe nói là bị xử treo cổ là mình thấy đã ghê gớm rồi. Thành treo bất cứ cái hình thức nào cũng khổ cả, thì không nhất thiết là đang bị treo ngược. Cho nên cái từ này đó có nghĩa rằng là cái khổ nó quá lớn lao, quá cùng cực, cùng tột. Giải cứu, giải thoát cái nỗi khổ vô cùng lớn lao, tột cùng của những chúng sinh. Và chữ bồn ở đây có người giải thích đó là cái chậu, cái bát, cái bồn để mà giấm phẩm Phật không phải. Bởi vì cả một cái từ như vậy giải thích giống như mình nói là Bodhi, giải ra là Bồ Đề, mà đem cái chữ Bồ, chữ Đề, bởi vì cái đó là dịch âm hay là Pratnya, dịch âm là bát nhã. Mà nếu mà dịch chữ bát thế này, nhã thế kia để mà cách nghĩa thì nó sai. Bởi vì nếu mà chúng ta nghiên cứu trong từ Hải hay là trong từ Nguyên thì chúng ta thấy được cái từ mà ngày giải đảo huyền là cái từ chỉ cho cái trạng thái đau khổ tột cùng. Thì Vu Lan Bồn có nghĩa rằng là giải cứu, giải thoát những cái đau đớn, những cái nỗi thống khổ vô cùng lớn lao. Đem bạch thầy, thì như vậy thì cái lý, cái nguyên nhân nào mà đã đưa đến để cho Đức Phật thuyết giảng về cái kinh Vu Lan Bồn này? Cảm ơn Bác Nhật Tạng. Thưa quý vị, cái lý do mà Đức Phật thuyết giảng về kinh Vu Lan Bồn này là do cái sự thỉnh cầu của tôn giả Ma Mục Kiền Liên. Khi mà tôn giả Mục Kiền Liên đã chứng đắc thần thông thì ngài thấy thân mẫu của mình đang bị khổ đau trong cảnh giới ngạ quỷ, cho nên ngài đã vận dụng thần thông mà đến, ngài dâng cái bát khuôn của ngài để mà cho mẹ thọ dụng. Nhưng mà
vì cái nghiệp lực của thân mẫu ngài là bà Thanh Đề quá lớn, cho nên vừa đưa cái tay để bốc cơm trong bát thì cơm đã biến thành lửa hồng, không thể nào thọ dụng được. Chứng kiến cái thực trạng đó, tôn giả Mục Kiền Liên rất là đau buồn, cho nên ngài đã trở về chỗ Đức Phật để thỉnh cầu Đức Phật cái phương pháp làm sao để có thể cứu mẹ. Và từ đó Đức Phật đã thuyết giảng kinh Vô Lan Bồ để giúp cho tôn giả Mục Kiền Liên có được cái phương pháp cứu thoát cái khổ nạn của bọn thân. Dạ, dạ xin cảm ơn thầy ạ. Vậy thưa thầy, thầy xin thầy giải thích cho chúng con được hiểu rõ là tại sao, với nguyên nhân gì mà cái bát cơm đó lại biến thành lửa thưa thầy, khi mà mẹ của ngài Mục Kiền Liên muốn ăn nó thưa thầy. Dạ, cảm ơn cô Diệu Hạnh. Đó là do cái nghiệp lực, cái nghiệp cảm mà bà Thanh Đề, thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên đã thấy cơm là lửa. Bởi vì lúc bây giờ bà đang ở trong cái cảnh giới ngạ quỷ, là chúng sinh của cảnh giới ngạ quỷ, chứ không phải là một con người bình thường. Chúng ta cứ lấy một cái thí dụ thì chúng ta có thể hiểu cái việc này. Như một con người bình thường như chúng ta thì chúng ta thấy cơm là cơm. Có nhiều người ăn cơm nhiều năm mà không có cơm thấy là thiếu một cái gì đó. Nhưng mà đối với những cái loài mối đó mà chúng ta cho cơm thì nó thấy là nó chỉ thấy gỗ là cái thực phẩm ngon nhất của nó. Thật giả muối mà chúng ta cho cơm cho muối, cái loài muối nó đâu có cho đó là cái thức ăn. Thật giả là loài ong chỉ là hút những cái mật của hoa, nó đâu có phải dùng cơm như là loài người. Cho nên với ong với muối thì thấy cơm không phải là thực vật. Một cái ví dụ khác chúng ta có thể dùng để mình hiểu được. Nếu mình không phải là người biết bơi, mà dù là người lội giỏi đi nữa, bị nhận ở dưới nước sâu, chúng ta bị ngộp. Nếu mà không có bình dưỡng khí nhận một cái thời gian nào đó là chúng ta có thể chết, chúng ta sợ lắm. Nhưng mà với loài cá thì nó lặn ở dưới nước suốt ngày, loài cua, loài tôm, nói chung là những cái loài thủy tộc. Cho nên vì cái nghiệp lực của mỗi loài mà cá thấy nước như là một cái sự sống của nó, nhưng mà cho nó lên bờ thì sao, thấy như là một cái hỏa ngục nó chết liền. Thành đó là do cái nghiệp cảm mà bà Thanh Đề ở trong cái thân hình của cái cảnh giới ngạ quỷ là thấy cơm không phải là cơm mà là lửa, không thể thọ dụng được. A Di Đà Phật. Ồ vậy có nghĩa là ngài mẹ của ngài Mục Liên là vì cái tâm thành ra mới nhìn thấy cơm là lửa, chứ không phải là giống như trong cổ tích mình thấy cơm đó biến thành lửa, phải không ạ? Dạ xin cảm ơn thầy ạ. Kính bạch thầy, thì một trong những cái điều mà tôn giả Mục Kiền Liên muốn làm thế nào để mà cứu mình ra khỏi cái ngạ quỷ ở địa ngục này, thì ngài có đến trình với Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng là muốn được như vậy thì phải có sự gọi là nguyện chú của đa số một số lớn các chư tăng để giúp cho cái nghiệp lực nó mạnh lên. Và như vậy thì thưa thầy, cái công việc này một vị sư mà tụng chú được cũng đủ rồi, thế tại vì tại sao là phải cần đến nhiều vị? Cảm ơn Bác Nhật Bản. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên phải sắm sửa những cái phẩm vật tinh khiết thanh tịnh dâng lên cúng dường chư tăng, sau khi chư tăng đã an cư 3 tháng và tự tứ 3 nghiệp thanh tịnh, thì nhờ cái năng lực thanh tịnh đó mà lời chú nguyện của chư tăng trở thành một cái dùng lực bất khả tư nghị. Thì cái điều này chúng ta cũng có thể hiểu được khi mà chúng ta đến một cái đạo tràng nào đó, một cái ngôi chùa Điều Ngự chẳng hạn, trong lúc chúng ta có nhiều cái lo lắng, căng thẳng,
Nhưng mà chúng ta nghe chư tăng đại chúng tụng một thờ kinh, tự nhiên tất cả những cái sự lo lắng bất an trong lòng nó chùng xuống, nó bôi đi tất cả những cái phiền não, những cái sợ hãi. Đó là cái người còn sống, dù mình có nóng nảy, mình bức xúc, mình thù hận cách gì, nhưng mà nghe những cái lời kinh chú thì chúng ta sẽ có nhiều cái chuyển hóa. Cho nên cái thần lực của, đó là chưa nói cái thần lực của kinh, thần lực của chú. Nghe chư tăng tụng tập thể đông đảo như vậy, nhiều khi một người có thể là mình bị hết hơi, hay giả là trong một cái phút chốc nào đó mình thống tâm thành cái năng lực thanh tịnh, nó chưa hẳn là một cái năng lực thanh tịnh tuyệt hảo, nhưng mà nếu với cái sự đông đảo thì đương nhiên là nó khác. Chúng ta thấy ngày xưa đó, vua A Dục Vương, tức là Ashoka, là một con người chưa từng chiến bại. Cái niềm vui của ông là trên những xác chết, ông có nhiều cái tham vọng để mở rộng biên cương. Là một cái vị vua rất là nổi tiếng của Ấn Độ. Chúng tôi sẽ trở lại. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Dạ, xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài.